Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh Subscribe Like và Share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất. Chào các bạn, tôi là Luật sư Vlog. Sốc với gia cảnh của chàng trai huấn luyện viên yoga bị mẹ cô gái 35 tuổi chê tại show hẹn ăn trưa của MC Cát tường. Đây là nội dung sự thật được đăng trên một trang báo có uy tín, trang báo chính thống của Việt Nam, đó chính là báo Tiền Phong. Những chia sẻ của anh Nguyễn Hoàng, huấn luyện viên yoga, nhân vật trong chương trình Hẹn ăn trưa tập 159, quá sốc với gia cảnh thật của anh chàng bị mẹ cô gái chơi thậm tệ trong show hẹn hò. Mới đây, sau khi tập 159, chương trình Hẹn ăn trưa được phát sóng, đoạn clip mẹ cô gái tên là Tăng Thị Kim Oanh, 35 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, quản lý nhân sự của một công ty về công nghệ thông tin có lời lẽ chê bai khá gây gắt đối với đối tượng hẹn hò của con gái mình là anh Lương Hồng Hoàng Nguyễn, 33 tuổi, quê Bình Định, hướng dẫn viên yoga, đã trở thành tâm điểm tranh cãi trong cộng đồng mạng. Đặc biệt, vì quá bức xúc nên một người bạn của anh Hoàng Nguyễn đã tiết lộ gia cảnh thật sự của bạn mình qua bình luận trên các diễn đàn. Tội nghiệp thằng bạn tôi, nó giàu chứ có nghèo đâu, nó học yoga vì thích nghề đó. Nhà có ba cái ở thị trấn Mặt Tiền, một cái ở thành phố Quy Nhơn, ba mẹ nó buôn bán giày dép có tiếng ở thị trấn mình. Tài khoản này chia sẻ chia sẻ với jin anh hoàng nguyễn xác nhận những điều bạn mình nói và cho rằng phản ứng này là do bạn bè cảm thấy bất bình khi anh bị chê bai không có tài sản anh tâm sự mình là con trai út trong nhà nếu về quê ở thì ba mẹ cũng để lại hết cho mình nếu muốn có thể bán đứt nhà được giá cao có thể mua nhà ở sài gòn nhiều năm nay mọi người cứ khuyên mình nhà cửa có sẵn sao không về bon chen ở sài gòn chi cho khổ cực đồng thời nói về việc làm huấn luyện viên yoga Người này tiết lộ rằng mức thu nhập khoảng từ 1 đến 1,5 triệu đồng mỗi ngày, khoảng thu nhập từ 30 đến 45 triệu đồng một tháng. Những chia sẻ của anh Hoàng Nguyễn khiến nhiều người không khỏi sở ngay ốc, bởi trước đó anh bị mẹ cô gái nhận xét rằng quá dở vì vào Sài Gòn 15 năm mà chưa có sự nghiệp ổn định. Tuổi 1987 của cậu, một sẽ là những người thành công đã là luật sư học lên thạc sĩ, còn một sẽ là người chưa có nhà cửa, công việc chưa ổn định mà cậu chắc thuộc về dạng đó rồi. Cậu kể vào Sài Gòn lập nghiệp được 15 năm mà chưa ổn định được sự nghiệp thì không ưng được rồi là quá dở, tôi lắc đầu rồi đó, không chấm được điểm gì hết. Bởi vậy người ta nói, con tôi sao xinh gái quá mà chưa lấy chồng được vì tôi khó, người mẹ nói. Tóm lại thì thật sự rất là đau lòng cho chàng trai, đôi khi khiêm tốn thì chịu thiệt thòi nhiều, đúng không các bạn? Nhiều khi nhìn mặt chúng ta không nên bắt hình dòng ngay từ thời điểm ban đầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Luật Sư Vlog. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật Sư Vlog kênh luật sư vlog là kênh youtube nhằm tư vấn pháp luật phân tích bình luận cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người giúp chúng ta hiểu biết tuân thủ pháp luật tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta các bạn vui lòng đăng ký kênh subscribe like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất